Tối hôm nay mình rất là hạnh phúc khi được gặp các anh chị trong căn phòng Zoom này. Vậy thì mình bắt đầu chương trình, thì Nick sẽ share slide cho mọi người cùng xem nhé. À, trong bất cứ một lớp nào hay hoạt động nào của Phoenix thì mình cũng bắt đầu bằng một cái bước, đó là tĩnh lặng. Vì tụi mình có nhiều vai trò trong cuộc sống, tụi mình làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm bạn thân, làm người yêu, làm người bạn đời và nhiều vai trò khác. Và suốt một ngày, đặc biệt cho đến giờ này vào 8 giờ tối thì tụi mình rất là mệt, phải không ạ? Cho nên mình hãy lắng đồng với nhau 3 hơi thở để mình tĩnh lặng lại trước khi mình bước chân vào hành trình tuy ngắn nhưng Phoenix tin rằng là rất có ý nghĩa của buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì Phoenix mời các anh chị hãy tìm một tư thế ngồi nào thật là thoải mái nhất. Nếu đang ngồi trên ghế thì sao cho hai chân chạm đất. Nếu đang ngồi dưới đất thì mình khoanh tròn lại. Mình thả lỏng hai vai, mình thả lỏng lưng, thả lỏng hông, hai đùi và đầu gối và bàn chân. Và đặc biệt lưỡi của mình thì mình hạ xuống dưới. Như vậy cơ hàm của mình ở đây sẽ được thả lỏng. Vì nguyên một ngày mình nói chuyện mình sẽ rất là mệt. Và bây giờ mình nhắm mắt lại. Mình hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Trong hơi thở thứ hai, mình hãy hiện diện với chính mình. Hít thật sâu và thở ra thật chậm. Và hơi thở thứ ba, mình hãy cam kết là hiện diện với bạn bè trong cái buổi ngày hôm nay và với nhau. Hít thật sâu, thở ra thật chậm. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thì mình bắt đầu bước chân vào buổi tối ngày hôm nay với nhau ạ. Trên màn hình là hình của một tách trà cạn. Và đây là ẩn dụ mà Phoenix muốn chia sẻ với các anh chị. Phoenix xem thông tin thì biết các anh chị đã đến từ rất là nhiều ngành nghề. Và điều này rất là thú vị. Có anh chị đến từ tâm lý, có anh chị đến từ nhân sự, có anh chị đến từ sư phạm, giáo dục, có anh chị đến từ kinh doanh gia đình, có anh chị đang đi học. Và rất nhiều những công việc khác. Và điều này hay lắm, tại vì tụi mình sẽ đến với nhau với nhiều cái kiến thức và kỹ năng khác nhau. Nên vì vậy, có những khi mà mình sẽ bị trỗi khi mình nghe một cái thông tin và một kiến thức hoàn toàn mới. Hoặc là có khi anh chị đã nghe về lý thuyết này, mô hình này ở đâu đó rồi và khác với những điều Phoenix nói. Thì như vậy nó sẽ làm mình bị trỗi trong cái lúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nên Phoenix mời các anh chị trong 53 phút tới, bây giờ là 8:07, thì mình hãy làm một tách trà cạn, mình trống trơn. Và những gì Phoenix chia sẻ, các anh chị hãy đón nhận, coi như nó là nước trà mà Phoenix tặng cho các anh chị tối ngày hôm nay. Dĩ nhiên là các anh chị không cần phải nghe và chấp nhận vô điều kiện đâu ạ. Vào 9 giờ khi mà mình ngừng lại, các anh chị có quyền phản biện, các anh chị có quyền đồng ý và không đồng ý với nội dung mà Phoenix chia sẻ. Nhưng từ đây đến đó, mình hãy là tách trà cạn. Như vậy mình đỡ nhức đầu, mình đỡ mệt tim và mình sẽ hòa chung với nhau để cộng hưởng cho cái buổi ngày hôm nay nhiều lắm ạ. Và chúng ta hãy nói về những kỳ vọng mà chúng ta muốn đạt được tối ngày hôm nay. Vì với 60 phút ngắn còn thì chúng ta sẽ không làm được rất là nhiều điều. Nên mình nên nói với nhau để có được một cái giới hạn trong việc kỳ vọng của buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là Phoenix chia sẻ với các anh chị như đã giới thiệu là mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc đời. Ở đây Phoenix sẽ chia sẻ một ít về tác giả cũng như về nội dung cốt lõi. Điều thứ hai là mình sẽ chia sẻ đến các anh chị vì sao mà mình nghĩ rằng đây là một mô hình khá là phù hợp với người Việt Nam cũng như văn hóa của người Việt. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi sâu vào mô hình này để hiểu thêm về lý thuyết bằng 2 ca thực tiễn. Và khi chúng ta phân tích 2 ca này, chúng ta sẽ hiểu hơn về mô hình lý thuyết. Tại vì lý thuyết sẽ không có hữu dụng hay không đáng cho chúng mình để ý nếu như nó không thực tiễn, phải không ạ? Đầu tiên, Phoenix xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn về tác giả của mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc đời.
Ông tên là Donald Super. Ông sinh năm 1910 và mất năm 1994. Tiến sĩ Super là một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp tại Mỹ và quốc tế. Ông đã xuất bản hơn 200 bài nghiên cứu, sách, trình bày và rất nhiều các trình bày hội nghị. Và các anh chị để ý rằng là thầy Super phát triển nghề nghiệp, hành trình nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực hướng nghiệp cùng với những các chim đầu đàn khác trong ngành hướng nghiệp tại Mỹ. Và thường là những vị thầy, vị cô này lớn lên và phát triển nghề nghiệp sau chiến tranh thế giới thứ hai là kết thúc vào năm 1945. Cho nên họ có rất là nhiều thứ đồng điệu với nhau, khá là thú vị. Điều thứ hai về ông là năm 1953, ông đã xuất bản bài nghiên cứu đầu tiên về lý thuyết phát triển vào năm 1953. Ông không phải là người đầu tiên và duy nhất nói về lý thuyết này. Ông là người xuất bản bài lý thuyết này thứ hai, nhưng ông lại có sức ảnh hưởng rất nhiều trong nhóm lý thuyết phát triển. Do đó khi nói đến nhóm lý thuyết này, thường người ta sẽ nhắc đến tên ông đầu tiên. Và lý do mà ông có ảnh hưởng rất nhiều là vì mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc đời mà ông giới thiệu đến giới chuyên môn cũng như là những người hành nghề trong hướng nghiệp vào năm 1980. Hay còn gọi là tên mô hình cầu vồng cuộc sống nghề nghiệp, tên tiếng Anh là Life Career Rainbow. Thì đây là mô hình được ứng dụng rất là rộng rãi trong lĩnh vực tham vấn, tư vấn hướng nghiệp, lĩnh vực giáo dục phát triển về nghề nghiệp. Và đây cũng là một lý thuyết nền tảng cho một số công cụ trắc nghiệm trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp. Đây là mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc đời. Và như hồi nãy Phoenix nói, tên của nó còn gọi là mô hình cầu vồng cuộc sống, Life Career Rainbow. Và đây là mô hình mà theo bản thân mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp với văn hóa của người Việt. Để Phoenix đi qua từng giai đoạn cho anh chị thấy vì sao Phoenix nghĩ như vậy. Mô hình này giúp cho người đang đi tìm câu hỏi cho câu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về phát triển nghề nghiệp của họ ở những điểm quan trọng sau. Đầu tiên, Super nói rằng là mỗi cá nhân của chúng ta có những đặc điểm riêng về sở thích, về khả năng, về tính cách, về giá trị, về nhu cầu và về khái niệm bản thân. Và những đặc điểm này thay đổi theo thời gian khi mỗi người chúng ta lớn lên và học hỏi từ xã hội xung quanh mình. Và sự thay đổi này ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát triển và chọn lựa nghề nghiệp của mỗi người chúng ta. Super tóm tắt cái quá trình thay đổi này trong 5 giai đoạn cuộc sống. Ở đây mình có thể nhìn trên màn hình, các anh chị có thể nhìn thấy từ trái qua phải, nó rất là giống hình cái cầu vồng, cho nên còn có tên là cầu vồng cuộc sống nghề nghiệp. Thì giai đoạn đầu tiên mà ông nói đến là giai đoạn phát triển từ khi người ta mới sinh ra đời cho đến năm 14 tuổi. Đây là giai đoạn hiểu về bản thân mình, như hồi nãy mình nói ở trên, những đặc tính rất riêng của mình về sở thích, về kỹ năng, về cá tính, về giá trị, về nhu cầu vân vân và vân vân. Sau đó đến giai đoạn khám phá, ở đây Super nói là khoảng từ 15 đến 24 tuổi. Và trong giai đoạn khám phá là lúc mà mình bắt đầu hiểu về thế giới nghề nghiệp, về những công việc có thể phù hợp với mình, về những nghề nghiệp đang được gọi là hot trong thị trường, về cái trend, về những nghề nghiệp có xu hướng trong tương lai, vân vân và vân vân. Tiếp theo đó mình thấy trên hình là giai đoạn thiết lập, từ khoảng 25 đến 44 tuổi. Và giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chúng ta phát triển những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong nghề nghiệp. Giai đoạn này, tiếp theo đó chúng ta có giai đoạn duy trì, từ khoảng 45 cho đến 64 tuổi là giai đoạn mà mỗi người chúng ta tiếp tục phát triển trong nghề nghiệp mà mình đã chọn. Cuối cùng, Super nói đến giai đoạn giảm sút là giai đoạn sau 65 tuổi, là giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị về hưu. Đây là cái mô hình mà thầy Super giới thiệu đến giới học thuật và cộng đồng những người làm trong phát triển nghề nghiệp vào năm 1980.
Nhưng các anh chị lưu ý rằng là có rất nhiều nghiên cứu cập nhật sau này bởi chính thầy và những học trò của thầy, và họ có những cái cập nhật rất khác với mô hình chính của thầy. Một trong những cập nhật đó là người ta tranh cãi rằng là những giai đoạn bây giờ nó không còn tương tự như là thầy nói nữa. Ví dụ như giai đoạn phát triển của các bạn nhỏ bây giờ có khi kéo dài cho đến 18, 19, 20 tuổi. Giai đoạn khám phá của tuổi trẻ bây giờ có thể kéo lên đến 29, 30, thậm chí hơn 30 tuổi một chút. Và giai đoạn giảm sút thì không còn là giai đoạn giảm sút nữa, vì các anh chị có thể quan sát xung quanh mình cũng như ở những nước phát triển, những vị chuyên gia, rất nhiều người sau 65 tuổi họ lại phát triển nghề nghiệp, họ chuyển qua một nghề nghiệp khác, hoặc là họ trở thành những nhà chuyên gia hàng đầu để dạy lại cho thế hệ sau, cho nên họ không về hưu và họ không giảm sút nữa. Thì đó là những thay đổi mà những người đi sau, thầy Super nói rằng là thời đại bây giờ chúng ta cần phải để ý đến những điều này. Và mình ngừng ở đây khoảng 30 giây. Và Phoenix mời các anh chị nhìn lại giai đoạn phát triển của chính mình. Anh chị đang ở giai đoạn nào? Và anh chị để ý dùm Phoenix là nó không là một cái đường thẳng. Vào cái slide, sau cái slide này, hai slide, Phoenix sẽ nói tiếp vì sao mình có thể lặp lại những giai đoạn này. Nhưng mà ở đây mình ngừng lại trong 30 giây và mình muốn hỏi các anh chị và các bạn trong căn phòng Zoom này. Mình hãy nhìn lại bản thân mình. Mình đang ở trong giai đoạn phát triển nào vậy? Và các anh chị có thể ghi giai đoạn đó vào trong hộp chat để Phoenix được nhìn ạ. Các anh chị đánh vào hộp chat để Phoenix biết là các anh chị đang ở giai đoạn nào nha. Mình đang nhìn vào hộp chat đấy. Khám phá, thiết lập. Khám phá. Khám phá. Khám phá. Dạ. Có nhiều bạn còn trẻ quá ha. Thiết lập. Dạ. Thiết lập. Khám phá và thiết lập. Dạ, thú vị quá ạ. Thì đúng không ạ? Mình trong những lúc làm những cái mô hình này, Phoenix rất thú vị, vì là một trong những cái lợi ích của chúng mình khi mà mình học về hướng nghiệp đó cả nhà, đó là mình tự nhìn lại và mình tự suy ngẫm, quan sát những giai đoạn trong cuộc đời của chính mình ngày xưa, bây giờ và tương lai để mình chuẩn bị cho cái hành trình phát triển nghề nghiệp sắp tới. Và Phoenix có thể biết đâu sau buổi ngày hôm nay một số trong các anh chị sẽ nhìn lại và có những cái phát triển mới thì sao ạ? Mình không biết được đâu. Để mình đi qua cái slide kế tiếp nha. Một điều rất hay, mình quay lại để các anh chị nhìn 6 vai trò trước khi mình đi qua cái sân khấu cuộc đời. Thì ở đây các anh chị nhìn vào trên màn hình của Phoenix, các anh chị sẽ thấy những cái đường vòng á, nó có tên chữ nè: con cái, học sinh, sinh viên, giải trí, công dân, người lao động, nội trợ hay cha và cả nhà mẹ. Thì ở đây thầy Super giới thiệu một cái nhìn rất mới đối với cộng đồng phát triển nghề nghiệp. Và các anh chị biết rằng là vào năm 1980 khi mô hình này ra đời, nó gần như là một cái khúc quanh phát triển rất lớn của giới phát triển nghề nghiệp. Và lĩnh vực này rất mê cái mô hình này của thầy, vì ông cho mình một góc nhìn rất lạ. Ở đây ông nói rằng nghề nghiệp nó chỉ là một trong 6 vai trò chính của mỗi người chúng ta thôi cả nhà. Ở đây ông nói rằng 6 vai trò chính mà tụi mình phải đóng trong cuộc đời đó là làm con nè, làm người đi học nè, giải trí nè, làm công dân, làm người lao động và nội trợ hay là người cha người mẹ. Và ông nói rằng là trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ở mỗi tuổi của mình thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 vai trò chính này. Và bên cạnh đó chúng ta có rất nhiều những vai trò phụ khác nữa. Ví dụ như một trong những lớp chuyên viên hướng nghiệp có một bạn kia nói rằng là em là bạn nhậu cô. Tức là em luôn luôn được bạn bè gọi đi nhậu khi họ buồn, gọi đi nhậu khi họ vui, và họ rất cần em những khoảnh khắc như vậy. Và bạn rất hãnh diện vì vai trò phụ đó của mình. Có một người kia thì nửa đùa nửa giận nói là em là người yêu cũ cô. Tức là dù rằng tụi em đã chia tay nhau nhưng mà tụi em vẫn còn nhau trong cuộc đời. Đó là những vai trò phụ nha các anh chị. Còn vai trò chính của mình thì thực sự ra...
Nếu mà mình phân tích thì mình sẽ thấy rằng là chúng ta không có sức để đóng hơn hai vai trò chính trong mỗi giai đoạn của cuộc đời đâu cả nhà. Và vì vậy, trong hành trình phát triển nghề nghiệp xuyên suốt một đời người, có rất nhiều khi cá nhân của mỗi người, như tôi, như anh, như chị, như bạn, mình sẽ không đặt vai trò nghề nghiệp lên là vai trò chính. Và những quyết định nghề nghiệp của mình có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những vai trò chính còn lại. Mình cho ví dụ, ở tuổi 30 đã lập gia đình và có hai con. Một người phụ nữ hoặc là một người nam giới rất khó để mà bỏ công việc an toàn và ổn định ở hiện tại để mở một công ty, dù rằng rất mê khởi nghiệp và tin chắc rằng mình sẽ thành công và có rất nhiều những điều kiện như bạn bè mời, bản thân mình có khả năng để đi ra mở một công ty. Nhưng ở giai đoạn 30 tuổi với hai con thì lúc này nhìn lại, người nam hay người nữ đó sẽ tự hỏi rằng là vai trò nào là vai trò đang đòi hỏi trách nhiệm của tôi nhiều nhất? Tôi có dám có những nguy cơ về tài chính ở giai đoạn này hay không? Vì tôi có tới hai con và người bạn đời của tôi không làm tiền nhiều bằng tôi. Và nếu như bây giờ tôi bỏ cái công việc hiện tại rất là an toàn này, nếu như khởi nghiệp tôi không thành công, đặc biệt trong thời kỳ Covid này, thì làm sao tôi chèo chống cả gia đình? Nên rất nhiều khi ở cái tuổi thiết lập của một người, những cái quyết định phát triển nghề nghiệp của người đó không còn là cho bản thân nữa, mà là cho gia đình, cho cha, cho mẹ mình, hoặc là cho vợ, cho con hay cho chồng, cho vợ mình. Và thầy giới thiệu đến mình bốn sân khấu cuộc đời rất là hay. Ở đây, trong những sáu vai trò chính mà mình nói đến là vai trò làm con, làm người đi học, giải trí, công dân, người lao động và người nội trợ, thì mình có thể nghĩ đến sáu vai trò đó trong bốn sân khấu cuộc đời. Mình có sân khấu ở trong gia đình, trong nhà mình. Mình có sân khấu tại trường học hoặc là nơi mình học hỏi. Mình có sân khấu ở nơi làm việc. Và mình có sân khấu ở ngoài cộng đồng. Vậy thì mình nhìn rất rõ là tôi đang đóng vai trò chính nào trong sân khấu cuộc đời nào ở giai đoạn phát triển hiện tại. Đó là câu hỏi mà Phoenix mời các anh chị nhìn lại trong 30 giây này. Anh, chị, bạn trong căn phòng Zoom này hôm nay nè, anh, chị và bạn đang ở và đóng, đang ở trong sân khấu nào và đang đóng vai trò chính nào? Ở đây mình không thể có hơn vai trò chính đâu các anh chị. Mình chỉ có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và sức lực và sức khỏe mình chỉ có chừng đó thôi. Cho nên mình chỉ có hai vai trò chính, và sau bốn vai trò chính còn lại thì mình để thành vai trò phụ luôn. Thì các anh chị hãy để vào trong hộp chat để Phoenix nhìn với là các anh chị đang đóng những vai trò chính nào nha. Có vẻ như câu hỏi này khó hơn, các anh chị trả lời chậm hơn câu hỏi hồi nãy ha. Trong gia đình và ở nơi làm việc, học và cộng đồng. Đây là sân khấu, còn vai trò là gì? Là người lao động, là người quản lý, là con gái, con trai, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ. Anh chị thử ghi cụ thể cho Phoenix đọc nha. Hay quá, cảm ơn Mỹ Vân. Trong gia đình làm con, ở nơi làm việc là giáo viên, người con trong gia đình của Minh Phương, người lao động nơi làm việc. Thì lúc này là lúc mà Phoenix bắt đầu giới thiệu cho các anh chị nhìn lại hai cái phần rất quan trọng của mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc đời. Vào những năm sau này là cái điểm thứ ba mà Phoenix muốn các anh chị nhớ. Vào những năm sau này, thầy Super và những người học trò của ông cập nhật trong các bài viết rằng sự trưởng thành trong nghề nghiệp của mỗi người có thể có hoặc hoàn toàn không có tương ứng gì với tuổi tác của họ cả. Ví dụ như
có những đời nghề nghiệp mà đòi hỏi sự lặp lại của các giai đoạn phát triển. Như là ở tuổi 40 này, một người có thể phải quay về cái giai đoạn là giai đoạn hiểu mình, là giai đoạn phát triển. Rồi sau đó là giai đoạn hiểu nghề, là giai đoạn khám phá về những nghề nghiệp có thể hiểu, có thể mà mình phù hợp. Rồi tiếp theo là giai đoạn thiết lập, là bắt đầu xây dựng những kỹ năng mới hoặc đưa những kỹ năng từ nghề nghiệp cũ qua nghề nghiệp mới. Rồi tiếp theo đó là giai đoạn thiết lập, vân vân và vân vân. Có thể có một người rất trẻ ở tuổi 25 mà họ đã qua hết 5 giai đoạn này trong nghề nghiệp đầu tiên mà họ chọn. Và sau đó họ cảm thấy rằng đủ rồi và họ muốn chuyển qua một nghề nghiệp mới. Thì ý của Phoenix ở đây là các anh chị nhìn trên màn hình, mình đi từ dưới lên trên. Mỗi người ở tuổi vị thành niên, ở tuổi trưởng thành, ở tuổi trung niên, ở tuổi về hưu đều có thể đi qua 1, 2, 3, 4, 5 giai đoạn này. Hoặc là có thể đi qua 2 hoặc 3 thôi. Có thể họ sẽ lặp lại giai đoạn phát triển, giai đoạn thiết lập và giai đoạn giảm sút chẳng hạn. Nhưng ý của Super và những người đi theo ông nói rằng là sự phát triển và chín chắn trong nghề nghiệp của mình nó không có tùy thuộc vào tuổi nữa. Cũng còn có ý nghĩa khác nữa, đó là mỗi người chúng ta sẽ không có một nghề nghiệp xuyên suốt cuộc đời này, mà chúng ta sẽ phát triển theo hình xoắn như vậy nè cả nhà. Là mình có thể xong và mình lặp lại, rồi mình lại xong rồi mình lặp lại. Thì từ đây cho đến khi ngày mà mình về hưu, mình có thể có rất nhiều nghề nghiệp khác. Và có những người vì những trách nhiệm rất là lớn lao trên đôi vai của họ, họ là con trưởng của một gia đình đông con, họ lập gia đình sớm và có con nhiều, cho nên đến cái giai đoạn về hưu họ mới thực sự tìm ra là thì ra là ngày xưa đến bây giờ mình rất là thích chụp hình, mình rất là thích nhiếp ảnh, mình rất là thích lang thang, đi đến những nơi nhiều thiên nhiên để chụp hình. Và vì vậy vào tuổi 60-62 tuổi họ lại bắt đầu lại cái hành trình phát triển nè, khám phá nè, thiết lập vân vân. Và trong tư vấn và hướng nghiệp á cả nhà, Phoenix rất mê làm việc với tuổi này. Tại vì ở lứa tuổi về hưu thì còn trách nhiệm nào nhiều nữa đâu ngoài trách nhiệm cho bản thân mình để mạnh khỏe, phải không ạ? Có khi mình giúp con mình nuôi cháu nhưng mà mình vẫn sống cho mình rất nhiều. Và đây là lúc mà tài chính mình nó cũng đỡ và không còn phải khó khăn như ngày còn trẻ. Cho nên đây là giai đoạn rất là thích hợp và rất là đã để mình có thể theo đuổi những điều mà mình mơ ước bấy lâu nay mà mình chưa có cơ hội. Thì đó là cái phần mà Phoenix nghĩ rất là thú vị của mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc đời. Vì nó giúp cho mình không có bó hẹp mình lại. Nó giúp cho tụi mình, cả nhà, không có bị bó hẹp vào cái việc là mình chỉ có một nghề nghiệp trong cuộc đời này. Nó cũng làm cho mình đỡ băn khoăn, bối rối và bị giằng co giữa những vai trò. Ví dụ như Phoenix gặp rất nhiều bạn trẻ ở tuổi 30-31 là nữ Họ đang phát triển nghề nghiệp rất tốt trong cơ quan, trong công ty, trong doanh nghiệp. Thì họ lập gia đình và họ rất thích làm mẹ. Khi làm mẹ rồi thì họ luôn bị giằng co bởi việc là làm mẹ quan trọng hơn hay là đi làm quan trọng hơn. Và nếu như tôi đổ quá nhiều thời gian vào việc nuôi dạy con thì tôi không còn được thăng tiến trong nghề nghiệp trong 3-5 năm tới, mà những người bạn của tôi, đặc biệt là những người bạn nam của tôi, họ lên chức như diều gặp gió trong khi tôi cứ đứng ở đây. Nhưng nếu như tôi tập trung vào nghề nghiệp thì tôi lại có luôn có cảm giác có lỗi khi tối về, khi cuối tuần, khi đi công tác về, con tôi nó học một cái mẹo gì mới, nó nói một câu gì đó mới, nó gọi ông bà trước khi nó gọi tôi. Nó rất là nhiều điều quặn lên trong lòng của mỗi người, đặc biệt trong giai đoạn thiết lập các anh chị. Vì giai đoạn đó, với những ai đang là người con cả trong gia đình, người con rể cả, con dâu cả, con ruột cả, con trai cả, con gái cả, mình vừa phải lo cho mình, lo cho con mình và mình phải lo cho ba mẹ mình nữa. Thì rất nhiều vai trò nó đánh với nhau. Cho nên đây là mô hình mà Phoenix nghĩ rất phù hợp với người Việt và văn hóa mình. Vì nó giúp cho tụi mình nhìn lại và quyết định rằng là ở thời điểm này tôi đồng ý và tôi bằng lòng chấp nhận rằng đây là hai vai trò quan trọng nhất
tôi phải tập trung vào. Điều đó không có nghĩa rằng tôi dở, tôi không phát triển được vào nghề nghiệp đâu, mà tôi để dành. Hoặc là ngược lại, tôi sẽ nhờ ba mẹ tôi giúp cho tôi, lo cho con tôi, phụ cho tôi. Và tôi có thể phát triển nghề nghiệp mà không có cảm giác có lỗi, vì tôi biết con tôi đang được yêu thương và nâng đỡ bởi ba mẹ tôi, là người đã nuôi tôi từ những ngày còn nhỏ. Và những điều tương tự như vậy. Thì đó là lý do tại sao mà Felix nghĩ rằng mô hình này rất phù hợp với người mình. Vậy thì ở đây mình đã là 8:29 và mình rất đúng giờ Phoenix vẫn muốn tụi mình có thời gian để đi vào 2K phân tích. Vậy thì bây giờ mình chuyển qua phân tích K nha các anh chị. Khi mình phân tích K thì mình sẽ hiểu rất rõ về mô hình này. Vậy thì phân tích K như sau. Bạn Vi của Soman sẽ đưa các anh chị vào nhóm. Và Phoenix có nói với Vi là mỗi nhóm có 6 người để mình có nhiều ý kiến khác nhau khi chia sẻ, hoặc là 6, hoặc là ít hơn, hoặc là cao hơn, nhưng mà 6 là tốt nhất. Và những anh chị nào ở trong nhóm lẻ như là 1, 3, 5 thì mình sẽ thảo luận K1. Những anh chị nào ở trong nhóm chẳng là 2, 4, 6 thì mình sẽ thảo luận K2. Và nội dung K cũng như hướng dẫn thảo luận nằm trong bit.ly này, nên Phoenix mời Soman đánh cái bit.ly này vào trong hộp chat, và các anh chị copy từ trong hộp chat dán ra màn hình máy vi tính của mình để mình làm hoạt động này. Và Phoenix mong các anh chị hãy tập trung và thiệt là nghiêm túc trong hoạt động này để mình có thể hiểu về mô hình này sâu hơn nha các anh chị. Tụi mình sẽ có 12 phút để mình thảo luận. Nên sau khi Vi để các anh chị vào trong phòng Zoom rồi, thì Phoenix mời mỗi nhóm giúp cho Phoenix là có một người ghi chép lại ngay trên cái bit.ly để mình ghi lại được những điều mình chia sẻ. Và một người tính giờ bắt đầu từ lúc vào nhóm là tính cho Phoenix 12 phút. Và một người sẽ đứng lên làm cái người điều hành. Đừng ngại mình có 6 người trong nhóm thì mời anh A, mời chị B, mời chị C. Mình cứ tuần tự mời từng người phát triển và mình có 12 phút trong nhóm. Bây giờ Phoenix xin mời Vi đưa các anh chị vào nhóm nha Vi. Phoenix muốn hỏi là có nhóm nào hoặc là đại diện của nhóm nào có thể chia sẻ về K1 cho mọi người cùng nghe không ạ? Ở đây mình thấy nhóm 1 ghi chép rất là kỹ. Một vài nhóm khác cũng ghi chép rất là kỹ Xin hỏi có ai muốn chia sẻ không ? Mình sẽ không có đúng và không có sai đâu. Mình chỉ coi thử những gì mình nghĩ có giống những người khác không. Có anh chị nào giơ tay không ? Để Phoenix nhìn cái xanh danh sách. Không ai giơ tay. Mới có 40 mấy phút bên nhau chắc còn ngại cả nhà. Vậy có ai muốn chia sẻ về ca thứ hai không? Ca thứ hai gần gũi với tụi mình hơn đúng không nhỉ? Có ai muốn chia sẻ về ca thứ hai thì giơ tay. Phoenix sẽ gọi. Mình đang nhìn màn hình xem có ai giơ tay không ? Cũng không ai giơ tay ? Có đây. Trang Nguyễn, mời Trang. Vâng ạ, chào Phoenix, chào mọi người. Thế thì nhóm em là nhóm 10 và cũng, các bạn cũng đưa ra một vài ý kiến. Và em thay mặt nhóm là, mình cũng thay mặt nhóm là tóm tắt lại những cái gì mà chúng mình đã thảo luận. Thì cái ca số 2 đó là có một cái bạn, cái chị thân chủ của nhóm mình, đấy là một chị là 38 tuổi, chị có 3 con và chị có bé út là 18 tháng. Chị đã có kinh nghiệm 18 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng rồi và đang là trưởng bộ phận ngân quỹ của ngân hàng. Và hiện tại thì công việc của chị khá là căng thẳng và chị cảm thấy là cũng không phát triển nữa. Mà trong khi đó cái nhu cầu của bản thân thì chị là muốn dành thời gian thêm cho bé út, cho gia đình. Và có lẽ là do chị dành thời gian nhiều cho bé út cho nên là chị tự nhiên chị cảm thấy là rất là hứng thú trong cái lĩnh vực là xây dựng mở trường mầm non. Và chị đang cũng nhân dịp là cũng đang cảm thấy hoang mang trong nghề nghiệp nữa, cho nên là chị muốn liệu là có cái phương án là mở trường mầm non, bởi vì có thể có mặt bằng tại nhà luôn.
Và vì thế là chị sẽ vừa dành thời gian cho con và cũng lại vừa có cả thu nhập nữa. Thì chị tìm đến chúng mình để tư vấn, và chúng mình trong cái vai trò là tư vấn viên thì chúng mình cũng muốn áp dụng cái mô hình mà phát triển nghề nghiệp theo giai đoạn cuộc đời để có thể tư vấn cho chị ý. Thì chúng mình xác định là chị ý thì đang ở trong cái giai đoạn là thiết lập rồi, 38 tuổi, và chị ý đang có hai vai trò chính. Thứ nhất là vai trò làm mẹ trong gia đình, và chị cũng là quản lý trong tại nơi làm việc. Thế thì bây giờ chị muốn thay đổi công việc như thế, và bọn mình phải đưa ra hai câu hỏi gọi là bọn mình nghĩ là quan trọng nhất để hỏi thân chủ của mình. Thì chúng mình nghĩ là thứ nhất là chúng mình sẽ hỏi chị ý là thực sự là cái đam mê của chị ý bây giờ, thì chị rất là đam mê mầm non, chị rất là đam mê giáo dục chẳng hạn, thì chúng mình muốn tư vấn chị ý là xem chị ý có thực sự là đam mê và cũng có khả năng của cái lĩnh vực giáo dục mầm non này không. Thì chúng mình cũng sẽ muốn sử dụng các bài test hướng nghiệp chẳng hạn để giúp cái thân chủ của chúng mình nhìn ra cái thiên hướng, cái khả năng và cũng là cái gọi là đam mê của thân chủ. Thứ nhất là quyết định là theo cái hướng mầm non đấy nó có phù hợp với tính cách của mình không đã. Đấy là cái thứ nhất. Và sau khi mà giả dụ như là chúng mình đã tìm được cái, và sau cả quá trình mà phân tích tư vấn như thế, thì chị nhìn ra có thể là tôi đang rất là phù hợp với cái ngành này, và cái nghề mầm non này đã giúp tôi có thời gian cho con, cho gia đình nhiều hơn. Thì chúng mình sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo là cái việc mà chuẩn bị cái kế hoạch về mặt tài chính cũng như là về mặt kiến thức về chuyên môn, bởi vì chị hoàn toàn đi từ ngân hàng sang, rồi nhân sự của chị như nào, thì mình sẽ đi đến cái vấn đề số 2, đến là những cái sự chuẩn bị cần thiết. Thì đó cũng là hai cái mấu chốt mà bọn em nhóm em nghĩ rằng là Trang làm tốt lắm. Trang dạ nhóm 10 làm rất tốt ạ. Ở đây nhóm đã ghi là vai trò thiết lập, và nhóm đang nói là vai trò người mẹ và quản lý, và mình đang xem màn hình cho mọi người thấy đó, Trang và cả nhà. Và cần chuẩn bị những kiến thức gì, cần sử dụng công cụ để hỗ trợ người mẹ. Và nhóm đã làm rất hay ạ. Cảm ơn Trang thật là nhiều. Thay mặt nhóm vỗ tay cảm ơn Trang. Thì ở đây cả nhà thấy là nhóm 10 đã thảo luận khá là sôi nổi và rất sâu ạ. Là ở đây vai trò làm mẹ và vai trò quản lý. Thì để khi mà mình áp dụng mô hình này làm việc với thân chủ như thân chủ của ca số 2 của mình, thì một trong những câu hỏi đầu tiên mình hỏi người ấy là những vai trò nào trong cuộc sống đang ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp của chị ấy nhiều. Và ở đây vai trò người mẹ và vai trò quản lý. Nhưng còn một vai trò khác nữa, đó là vai trò mang kinh tế về cho gia đình, phải không ạ? Vai trò là một người bạn đồng hành, một người bạn đời. Thì cái vai trò này chị ấy phải suy nghĩ rất kỹ, là mình phải cùng người thân chủ mình hỏi lại là họ có quyền ra quyết định liền không? Họ có quyền ra quyết định để đổi ngành được liền không? Và bên cạnh những việc là chuẩn bị về kỹ năng, chuẩn bị về tinh thần, chuẩn bị về sở thích vân vân, thì người chồng của họ có ủng hộ quyết định này không? Tại vì đây là một quyết định rất là khó, không dễ dàng ở tuổi 38. Làm việc trong một ngành hoàn toàn là ngân hàng và con số, chuyển qua một ngành là hoàn toàn con người và làm việc với trẻ con, phải không ạ? Tụi mình qua K1, mình đi nhanh qua cả nhà ha. Thì vai trò ở đây là học lớp 11, trường chuyên tỉnh Ban A. Từ rất nhỏ đã biết mình yêu thích ngành kỹ sư, ngành tự động hóa, đã tham gia các cuộc thi cấp 2, cấp 3, đạt giải cấp tỉnh, đang tham gia câu lạc bộ tự động hóa ở trường. Thích ngành kỹ thuật về điều khiển và tự động hóa tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bố mẹ không đồng ý em đi theo lĩnh vực này mà muốn em theo ngành tài chính tại trường Đại học Ngoại thương. Lý do, em là con trai trưởng và là con trai duy nhất trong gia đình. Em gái thua em tới 10 tuổi nên cái vai trò mà em gánh cho kế nghiệp ba mẹ rất là quan trọng. Vậy thì ở đây em chưa biết phải làm gì. Thì nếu mà mình áp dụng mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn cuộc đời ở đây, mình sẽ cùng với em nhìn lại là vai trò nào đối với em quan trọng hơn. Tại vì nếu như mà mình quay lại Ban A có, và mình nhìn lại những cái đặc tính nghề rồi những khả năng khác, em có học được ngành bên tài chính hay không, em ngoài cái việc là không thích, em có khả năng học hay không,
em có khả năng thừa kế bố mẹ hay không, em có khả năng làm những điều mà bố mẹ mong chờ hay không. Rồi bên cạnh điều đó thì mình quay lại là vậy chứ vai trò đối với em, vai trò là con trai trưởng và phải nối nghiệp bố mẹ nó quan trọng đến mức nào. Và từ đó mình giúp cho em ngồi suy nghĩ lại để rồi em ra một quyết định. Không có nghĩa là trong một buổi gặp mình đưa cái mô hình này ra là người bạn trẻ này ra được quyết định liền đâu các anh chị. Nhưng mô hình này nó giúp cho người bạn trẻ và mình có một cái công cụ trung gian để mình trò chuyện, để mình đi sâu, để người ấy hiểu rằng là có những quyết định chưa chắc đã là quyết định mà mình yêu thích nhất, nhưng nó sẽ là quyết định làm cho mình bình an nhất. Tại vì đối với rất nhiều bạn trẻ thì việc mà làm theo ý bố mẹ để gia đình hòa thuận quan trọng hơn là việc đi theo ước mơ của mình. Đó là văn hóa Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là mình ảnh hưởng họ đâu nha các anh chị. Mình sẽ không nói là con làm vậy để như thế này thế kia không, nhưng mà mình cùng với họ phân tích và từ đó họ ra quyết định. Thì như vậy họ sẽ nhìn lại được những cái vai trò khác. Chỉ nhiên là mình không thể nào, mình phải vẫn phải làm những điều khác như là bạn có khả năng học hay không, kỹ năng tự nhiên của bạn có học được ngành tài chính hay không, bạn có thích con số hay không, vân vân và vân vân. Vậy thì mình quay lại cái slide của ngày hôm nay cả nhà nha. Mình đã nhìn sơ qua K1, K2 và các anh chị đã thảo luận trong nhóm sâu của mình. Thì có rất nhiều câu hỏi khác trong ngày hôm nay mà Felix sẽ không chạm đến được. Ví dụ như là câu hỏi về trách nhiệm thì sao, rồi hiểu thêm mình như thế nào, đặc tính cá nhân và đặc điểm nghề ra sao, vai trò có phải là điều duy nhất không, giá trị như thế nào nữa. Có rất nhiều khi giá trị ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của một người, phải không ạ? Thì trong 60 phút tụi mình không chia sẻ được sâu, Phoenix mong rằng 60 phút này để đưa ra giống như một cái lát cắt của một phần trong phát triển nghề nghiệp, đưa đến một mô hình mà Phoenix nghĩ rằng rất là thú vị và phù hợp với người Việt mình, đến cho các anh chị chia sẻ với các anh chị. Thì ở đây có những cái kênh, có kênh tài nguyên với những đề tài khác mà các anh chị có thể tự học và tìm hiểu thêm. Và mình còn 3 phút với nhau, thì có ai có một câu hỏi nào đặc biệt không ạ? Ở đây quên mất cách giơ tay, xin lỗi. Nãy giờ Phoenix chưa coi được cái hình chat. Vậy thì Phoenix xin hỏi là mình có giờ để trả lời một câu hỏi á cả nhà. Có ai có một câu hỏi rất là bức bối hay là một chia sẻ gì mà muốn chia sẻ với mọi người, thì nếu mà quên cái cách giơ tay thì cứ mở mic lên và hỏi luôn đi ạ. Xin mời ạ. Dạ alo ạ. Dạ mời Thanh Huỳnh ạ. Dạ, dạ cô cho con hỏi, dạ cho em hỏi là ví dụ như là em đang muốn tìm hiểu về cái công, cái việc là hướng nghiệp cho học sinh, nhưng mà là tất nhiên là ở đây là mình hướng nghiệp về cho học sinh là mang cái văn hóa của người Việt Nam, nhưng mà trường hợp là nếu như là du học sinh thì cái văn hóa của người Việt Nam nó cũng là, chắc chắn nó là một phần rất là lớn trong cái suy nghĩ của con người Việt Nam cho dù là đi du học. Nhưng mà cái vấn đề là nếu như mà họ đến nước ngoài thì cái văn hóa nước ngoài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, và mình nên làm như thế nào để cho họ có cái sự hòa nhập cả hai ạ? Câu hỏi hay quá. Vậy thì cái giai đoạn mà các bạn gặp Thanh đó Thanh, thì một trong những điều mà Thanh cần, nếu như Thanh là bên tư vấn du học, thì một trong những điều mà các anh chị bên du học thường hay làm và Phoenix nghĩ họ làm rất tốt là cho các bạn ấy biết rằng là ở cái quyết định hiện tại của mình nó có thể sẽ thay đổi vào cái ngày mà các bạn đi học, vào sau một năm hoặc thậm chí một học kỳ ở một nước nào đó. Vậy thì cái lúc mà các bạn thay đổi như vậy thì các bạn nên liên lạc với gia đình rất là thường xuyên để thảo luận về sự thay đổi đó. Gia đình cần phải được cái văn phòng tư vấn của Thanh hỗ trợ và đồng hành. Và mình nghĩ rằng đây là một trong những điều mà một văn phòng tư vấn du học sẽ làm tốt. Đó là không chỉ giới thiệu cho em ấy đến một nơi để học, mà còn đồng hành với cả gia đình trong một cái cuộc hành trình sau đó. Vì chắc chắn luôn Thanh là bạn ấy sẽ thay đổi từng năm, chứ không có khi là từng 6 tháng, tùy theo người bạn ấy gặp, thầy cô mà dạy mà bạn ấy ngưỡng mộ. Vậy thì ở thời điểm bây giờ mình sẽ không giúp cho các bạn ấy ra được cái quyết định trong tương lai,
mà mình mở ra những chương trình, ví dụ như chương trình về kỹ năng để hòa nhập vào nước ngoài, hiểu rằng là khi mình ra đi, có những lúc cái nhân sinh quan của mình, giá trị của mình, quan niệm của mình sẽ bị ảnh hưởng. Vậy lúc ấy bạn làm gì? Phoenix lớn lên ở Mỹ từ năm 14 tuổi và có những giai đoạn mà mình rất là khổ sở vì những giá trị của người Việt mà ba mẹ mình dạy và những giá trị mình học được ở thầy cô nó chổi nhau vô cùng. Vậy thì trong cái hành trình mà chổi nhau như vậy, bạn ấy tìm đến với ai? Thì lúc đó có thể là Thanh, có thể là những chuyên gia tư vấn ở nước ngoài mà hiểu về văn hóa Việt, có thể là gia đình đồng hành với bạn ấy rất nhiều đó Thanh. Nhưng mà mình, nó là một cái hành trình chứ đó không thể nào là bây giờ mình đoán trước được đâu Thanh. Nên phải là một chương trình ongoing, chương trình mà tiếp diễn. Dạ, dạ, cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn Thanh. Dạ, cả nhà ơi, vậy thì mình chia tay với nhau. Và bây giờ mình sẽ kết thúc đúng giờ. Nhưng trước khi tụi mình chia tay thì mời các bạn để vào trong hộp chat một chữ, một từ đi ha. Năm chữ trở xuống về điều gì mà các anh chị mang về từ buổi gặp ngày hôm nay. Và càng ngày Phoenix càng thấy Covid nó có một cái điều hay là nó bắt tụi mình phải kết nối qua công nghệ. Và dù có công nghệ cũng không ngăn cách được sự kết nối của con người mình. Cho nên mình rất là thấy vui tối hôm nay.